Đây là câu chuyện về một đầu bếp người Ý đang phải chạy vòng vòng bên trong tòa tháp bí ẩn để cố gắng cứu nhà hàng của mình khỏi một chiếc bánh pizza xấu xa đang đe dọa đến công việc kinh doanh của ông ta bằng tia laser chết chóc. Vậy nên người đàn ông đó phải làm đủ mọi cách để ngăn chặn miếng pizza xấu xa để bảo vệ nhà hàng của mình. Đây là một tựa game có một câu chuyện khá là đơn giản và có phần hơi không có plot twist gì đó ở đằng sau. Cơ mà nếu như đã chơi game và để ý những chi tiết nhỏ nhặt mà nhà làm game đã cài cắm bên trong tựa game này thì bạn sẽ thấy rằng tựa game này có ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta chỉ nhìn thấy bằng mắt qua vẻ bề ngoài của nó. Câu chuyện này hoàn toàn bao quanh về một quá khứ đầy sự phản bội và thù hận. Và nếu bạn lần theo những dấu vết trong game thì sẽ có thể thấy rằng nhân vật chính trong tựa game, đầu bếp pizza tội nghiệp là Bebino, đang phải chiến đấu với một miếng pizza khổng lồ, có thể chính là phản diện thực sự của tựa game này ngay từ đầu. Nghe nó có vẻ ảo ma quá đúng không? Nếu có thì hãy theo dõi video và xem thử tựa game indie đã từng trở nên hot cực hot trong khoảng thời gian ngắn này có gì thú vị nha. Đầu tiên thì giống như những bất kỳ tựa game indie nổi tiếng khác, Pizza Tower có rất nhiều chi tiết ẩn được giấu trong toàn bộ quá trình trải nghiệm của người chơi và chúng rất dễ bị bỏ qua. Vì người chơi hầu như chỉ có cắm đầu chạy vượt qua các màn chơi một cách nhanh nhất có thể mà không thường để ý đến những thứ khác, đã gợi ý rằng nhân vật chính của chúng ta không chỉ là một chủ tiệm bánh pizza bất hạnh đang cố gắng cứu lấy nhà hàng của mình, mà thực sự là người đàn ông này đã tự chuốc lấy tất cả những khó khăn đang đổ dồn lên ổng. Nên là hãy bắt đầu với phần nội dung chính của game, một chủ tiệm pizza đang than thở về nhà hàng thất bại của mình. Với những khoản vay và nợ đang cần phải chi trả mà ông ta đã cạn kiệt ngân sách trong lúc khốn khó, thì Pepino đã gặp phải một con quái vật mà chúng ta sẽ gọi là Pizza Face. Một chiếc pizza khổng lồ có nhận thức đang rất nóng tính. Nó đe dọa đến người đầu bếp bằng một tia laser chết chóc chiếu thẳng xuống đầu ông ta và nhà hàng của ổng. Vậy nên dù công việc kinh doanh của Pepino vẫn không khá lên được, nhưng mà đến giờ nếu mà chết là hết luôn. Không được để cái bánh pizza ác độc kia làm càn, Pepino trở nên điên cuồng, lao thẳng đến tòa tháp pizza và quét sạch bất kỳ thứ gì dám cản đường ổng một cách thịnh nộ nhất có thể. Đó chính là lý do mà trong game, các bạn sẽ luôn thấy ông ta cắm đầu chạy chứ không có còn đi đứng như người bình thường nữa. Chạy để tìm thấy tương lai, chạy để đánh bại chiếc pizza khổng lồ, đánh bại tất cả những thứ gì có thể di chuyển. Và ở cuối mỗi cửa ải, Pepino sẽ luôn chạm mặt với John, một phiến đá sống được Pizza Face nhân bản để giữ cho cánh cổng luôn được mở. Nên vì vậy mà sau khi đánh bại được John, Pepino sẽ phải luôn quay đầu lại càng nhanh càng tốt trước khi Pizza Face đuổi kịp tới nơi. Ngoài ra thì bên trong tòa tháp, bạn sẽ phải đi qua hàng trăm địa điểm kỳ lạ như thành phố toàn là heo hay một trang trại bị người ngoài hành tinh bao vây. Nhưng mà điều đặc biệt nằm ở việc nếu Pepino thành công lên được đỉnh của tòa tháp, nên ông ta có thể đối đầu với Pizza Face, và sự thật lúc đó sẽ được phơi bày ra rằng Pizza Face không phải là một vật thể có chỉ thức riêng, mà nó là một cỗ máy được điều khiển bởi một kẻ bí ẩn có tên là Pizza Head. Đây là một nhân vật chưa từng xuất hiện trong một giây một phút nào trong hành trình của bạn leo lên đỉnh tháp, hay nói đúng hơn thì Pizza Head đã chờ cho đến khi bạn thật sự lên được đỉnh của tòa tháp thì hắn mới xuất hiện. Nếu chỉ nghĩ đơn giản thì đây chỉ là một phản diện gây bất ngờ chứ không có gì đặc biệt, nhưng mà thành thực mà nói thì hành động của Pizza Head khiến cho mình có đôi chút khó hiểu về hành động của hắn ta. Đặc biệt là việc Pizza Head hoàn toàn không có chút hứng thú gì với việc chiến đấu với nhân vật chính. Trong toàn bộ cuộc chiến, Pizza Head xem người chơi như một trò đùa. Khi vừa mới bắt đầu, hắn sẽ đưa cho bạn một khẩu súng và hoàn toàn đứng yên không làm gì khi bị bạn xả súng vào người. Ngoài ra thì nếu để ý, Pizza Head hoàn toàn không có ý muốn tiêu diệt người chơi, mà hắn chỉ đang trêu đùa với họ mà thôi. Bởi lẽ nếu nghĩ theo hướng logic thì việc để người chơi lên đến tận đỉnh của tòa tháp rồi chiến đấu là một hành động cực kỳ khó hiểu. Nếu như Pizza Head muốn tiêu diệt Pepino và nhà hàng của ông ta ngay từ đầu thì hắn chỉ cần xả tia laser xuống một cách bất ngờ là xong, không cần phải báo trước, không cần phải giới thiệu dài dòng làm gì hết. Nhưng mà không, hành động của Pizza Head khiến cho chúng ta phải cảm thấy rằng hắn đang bắt người chơi phải tiến vào tòa tháp pizza bằng mọi giá, không biết lý do là gì và âm mưu thật sự của hắn là sao. Nhưng mà điều thú vị là trong thời gian chinh phục tòa tháp, thậm chí là khi đã lên đến đỉnh, những số lượng cỗ máy laser mà chúng ta có thể tìm được bằng không. Bạn sẽ không tìm thấy được tia laser hủy diệt nào bên trong tòa tháp cả, kể cả khi lục tung tất cả các tầng khác đi chăng nữa. Thì sau khi lên đến đỉnh, thứ mà bạn sẽ đối mặt là Pizza Head chứ không phải là cỗ máy bắn laser khổng lồ. Vậy nên, chỉ có một câu trả lời cho việc này, đó chính là ngay từ đầu đã không có tia laser chết chóc nào hết, và tất cả những thứ xảy ra trong trò chơi đều là một cú lừa gửi đến Pepino hay là người chơi chúng ta. Tuy nhiên, nếu như quay lại những tầng đầu tiên của tháp pizza thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được những dấu hiệu đã xuất hiện ngay từ đầu. Kẻ thù đầu tiên mà bạn phải đối mặt trong phần hướng dẫn là một miếng pizza được cắt ra mà chúng ta sẽ gọi là Pizza Boy.
Pizza Boy có khuôn mặt giống hệt Pizza Head, ngoại trừ đây là một phiên bản nhỏ hơn của tên phản diện chính. Và chúng ta có thể nhìn thấy Pizza Boy ở khắp mọi nơi trong trò chơi và được giới thiệu là linh vật của cửa hàng Beat Pizza. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà có lẽ là ngay từ đầu, Pizza Boy đã theo dõi người chơi thông qua nhiều cách khác nhau. Có thể thấy, Pizza Boy ở cảnh này đang ở bên dòng cống thoát nước. Và không những thế, ở các màn chơi khác thì chúng ta còn có thể dễ dàng thấy Pizza Boy bên trong những ống cống, như thể các Pizza Boy đang bị loại bỏ cùng một lúc vậy. Và trong khi bạn đến được thành phố lợn thì những tờ truy nã sẽ bắt đầu xuất hiện khi chính Bebino hay người chơi là kẻ đang bị truy nã với số tiền lên đến 1 triệu đô. Tất nhiên là người chơi đã bị bắt vì đang trong ở lãnh địa của địch. Và bên trong nhà giam, chúng ta sẽ thấy một Pizza Boy khác đang đứng bất động trước tường. Không biết là mục tiêu của Pizza Boy là gì, nhưng mà có lẽ là Pizza Boy chính là kẻ đã đưa lệnh truy nã cho Bebino và là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Đặc biệt hơn nữa là sau khi thành phố bị cháy thì chúng ta có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Pizza Boy ở khắp nơi, như thể nó đang tận hưởng việc phá hoại của mình vậy. Và ở cuối trò chơi, khi chúng ta cùng những người bạn chuẩn bị đến được lối ra của tòa tháp thì rất nhiều Pizza Boy sẽ xuất hiện và chặn đứng đường thoát của người chơi. Và với những thông tin này thì có thể thấy rằng Pizza Boy đang cố gắng ngăn cản bước tiến của người chơi trong tòa tháp này. Vì nếu bạn để ý thì trong phần đầu của trò chơi, khuôn mặt Pizza Boy sẽ xuất hiện bên dưới phần hoàn thành và nó sẽ rất vui khi tỷ lệ của bạn là 0% và nó sẽ trở nên giận dữ nếu như tỷ lệ hoàn thành trò chơi của bạn tăng lên cho đến khi khuôn mặt của Pizza Boy không còn nữa mà nó được thay thế bằng Pizza Head. Và có thể thấy rằng Pizza Head và Pizza Boy có liên quan gì đó với nhau, nên nếu không muốn nói rằng họ đều cùng là một người. Và vì thế nên Pizza Head đã nổi điên lên khi người chơi đã hoàn thành chinh phục tà tháp. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao mà Pizza Head lại có vẻ vui vẻ khi chiến đấu với Pepino ở trận chiến cuối cùng như vậy. Và nó cũng khiến cho câu chuyện của Pizza Tower trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Bản thân Pizza Head không hề có bất kỳ đoạn hội thoại nào trong trò chơi để chúng ta biết được động cơ của hắn. Nhưng mà trong game, có một NPC Pizza khác mà chúng ta sẽ gọi là Pizza Granny. Một chiếc pizza giống Pizza Face, có điều nó là gái. Pizza Granny xuất hiện ở khắp mọi nơi trước mỗi màn chơi để hướng dẫn cho bạn làm quen với tựa game dễ dàng hơn. Đây có thể chỉ là một người hướng dẫn cho cuộc hành trình trở nên dễ dàng. Nhưng mà trong một đoạn hội thoại kỳ lạ, chúng ta đã được Pizza Granny tiết lộ rằng Pizza Face đang ở phần trên của tòa tháp và một người đàn ông có liên quan đến cuộc sống trước đây của bạn đang dẫn đầu mọi chuyện. Mà nói như vậy có nghĩa rằng Pizza Head và Pepino đã từng gặp nhau trong quá khứ. Nhưng mà vì sao mà Pizza Head lại trả thù Pepino? Quay trở lại các chi tiết trong game thì có thể thấy rằng tấm map fix đã chỉ rõ cửa hàng Pizza Pit Pizza sắp phá sản. Và có thể đó chính là lý do mà chúng ta nhìn thấy các Pizza Boy bị ném vào ống cống trên khắp bản đồ. Vậy nên câu chuyện có thể là vì nhà hàng của Pizza Head đang gặp khó khăn. Và nếu để ý những tấm áp phích khác thì bạn sẽ nhận ra rằng Pizza Boy không phải là linh vật duy nhất của Pit Pizza, mà còn có những kẻ khác là The Noise và Chester. Những kẻ này đều là những con chùm lần lượt xuất hiện trong cả hành trình. Và Pizza Boy là chùm cuối như chúng ta đã biết. Rõ ràng là những thứ này có liên hệ với nhau. Và chúng ta cũng đã được gặp những khuôn mặt quen thuộc khác, đặc biệt như Gustavo, người bạn đầu bếp của Pepino, cũng xuất hiện ở đây. Và tình cờ, Gustavo từng là một nhân viên làm việc trong Pizza Pizza thông qua những gợi ý trong trò chơi. Và ngay cả Pepino cũng đã từng có liên quan đến nhà hàng này. Pepino đã từng làm việc tại Pizza Pizza với tư cách là một linh vật cho nhà hàng. Trong suốt hành trình, chúng ta đều thấy những trò chơi điện tử khác nhau có sự tham gia của Pepino. Thậm chí là còn có một tấm áp phích khác cho thấy Pepino đang đuổi theo một cái bánh pizza khác. Vậy nên tất cả mọi nhân vật đều có liên quan đến Pizza Pizza. Tất cả bọn họ đều có chung một lịch sử với nhau, với Pizza Head là người đứng đầu đằng sau mọi chuyện. Và tại một thời điểm nào đó, Pepino đã tách ra để mở tiệm pizza riêng cho mình. Vì thế nên Pizza Pizza luôn cố gắng tìm người thay thế Pepino khi ông ta rời đi để Pizza Pizza không rơi vào tình trạng phá sản. Vì thế cho nên họ bắt đầu nhân bản Pepino ra thành nhiều bản thể khác nhau. Như ở tầng chơi thứ tư, người chơi sẽ được chiến đấu với một Pepino khác điên loạn hơn và khó chịu hơn nhiều. Đây có lẽ là một phiên bản lỗi khi Pizza Pizza đang cố gắng nhân bản Pepino để thế chỗ ông. Để chứng minh cho giả thuyết này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy một tấm áp phích về một con rối đầu bếp có ngoại hình y hệt với Pepino của chúng ta. Chưa kể đến việc nếu bạn bị tấn công bởi những con quái vật ở tầng này thì game sẽ đưa bạn hồi sinh trở về làm Pacino thay vì làm Pepino như ban đầu. Để rồi sau khi đến gặp con chùm ở tầng 4, chính là Pepino, chúng ta sẽ gặp thêm nhiều Pepino khác bị lỗi xuất hiện trong suốt trận chiến. Chúng có thể làm bất kỳ thứ gì mà vẫn còn sống, thậm chí là tháo đầu ra và quăng về phía người chơi. Và tất cả những thứ đó đều chứng minh một việc rằng Pepino đã bị nhân bản mà không hề hay biết. Và để dễ thấy hơn thì ở background của tầng 4,
Mọi người có thể nhìn thấy những ống nghiệm đang chứa Babino đang bị nhân bản bên trong đó. Như thể game đang nói cho chúng ta rằng Babino đang bị nhân bản. Cỡ mà vì sao các thông tin này lại được tiết lộ cho người chơi ở tầng 4? Thì hãy nhìn vào background lúc đánh chùm ở tầng 4 và các bạn có thể thấy một bảng hiệu với tiêu đề là Babino Pizza 2. Với khuôn mặt rõ ràng là của Babino, trong khi nhà hàng của ông ta hoàn toàn không có bảng hiệu giống như vậy. Nên từ đây, kết hợp với tất cả các manh mối từ đầu tới cuối, chúng ta sẽ được biết rằng câu chuyện thực sự của Pizza Tower có lẽ là về một cuộc trả thù cực kỳ tàn ác đối với Babino. Pizza là một cửa hàng cực kỳ thành công, thường xuyên tung ra những linh vật mới để quảng bá cho cửa hàng và lôi kéo khách hàng đến Pizza. Và linh vật nổi tiếng nhất của họ chính là Pizza Boy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của linh vật mang tên Babino đã làm lu mờ tất cả. Thậm chí là một Pizza Boy đang trên đỉnh của chuỗi thương hiệu bán pizza cực kỳ nổi tiếng cũng không là gì cả. Vì thế, Pizza đã bắt đầu chiến dịch quảng cáo để đẩy thương hiệu của Babino lên cao, biến ông ta trở thành một người nổi tiếng. Cho đến khi Babino nhận ra rằng ông ta muốn chuyển ra làm riêng và bắt đầu rời khỏi gia đình linh vật của Pizza và thành lập Pizza Babino. Tuy nhiên, Pizza đã nhanh chóng vượt qua sự phản bội của Babino bằng cách nhân bản lên rất nhiều Babino khác để cạnh tranh trực tiếp với kẻ phản bội. Vì thế mà khiến cho việc kinh doanh của Babino trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do bà vì đã từng là một nhân viên ưu tú trong Pizza, Babino biết rõ cách thức vận hành của nhà hàng này, nên ông ta đã thông báo lên Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Và vì vậy, nhà hàng Pizza đã phải đóng cửa bởi thanh tra xuống kiểm tra vệ sinh. Vì chúng ta có thể thấy một thanh tra đang bị chói trong phân đoạn này của game. Nhưng mà nhờ vậy, Babino cuối cùng cũng đã phát triển được nhà hàng pizza riêng của mình mà không bị ai làm phiền. Còn những linh vật của Pizza, sau khi nhà hàng đóng cửa, tất cả bọn họ đều không còn nơi nào để đi, cho nên là đã ở lại bên trong tòa tháp pizza để lên kế hoạch trả thù cho tay Babino phản bội. Và vì thế đã dẫn đến câu chuyện Babino cùng hành trình chinh phục tòa tháp pizza của ông ta. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tôi. Tôi là Nhân, xin chào và hẹn gặp lại.